cao quý nhất, quý báu nhất. Khó mà có thể mà có một đời sống làm con người, giống như giai đoạn hiện tại thì chúng ta đang làm người. Đời sống con người không có gì quý hơn một đời sống con người. Chúng ta phải ý thức rằng đời sống của mình, đời sống của con người là một gì rất là quý báu nhất. Vì không phải dễ mà tái sinh đầu thai là con người. Tại vì ngày nay mình làm người là vì có những người tốt ngày xưa, vì mình đã giữ sạch thiền, vì mình đã giữ giới đàng hoàng, ít nhất là 10 giới. Nhờ đó mình mới gieo mầm phẩm tốt đẹp để mình tái sinh làm người. Chứ nếu không thì bây giờ mình đã bắt lẽ cái gì làm người đang ngồi đấy, thì đáng lẽ mình đã đầu thai làm chó, làm mèo, làm chim, làm chuột, hay chưa nói là sẽ đầu thai làm ngạ quỷ hoặc là súc thì thôi. Nhưng nhờ kiếp trước, qua kiếp trước mình đã chuyển giới, ít nhất mình đã thực hành, thực hiện, tu hành, tập thiền, mình hiện nay cũng là người, ai sinh là người. Đó là cái thứ hai. Bước thứ nhất là mình phải nương tựa vào bổn sư của mình. Cái bước thứ hai, tại sao cái tựa bổn sư thì tất nhiên là nếu mà tôi giải thích thì nó sẽ phải nói là cả một có thể dành một giờ hồ hay dành một ngày hay dành cả tháng để nói về cái pháp môn nương tựa bổn sư. Bây giờ tôi chỉ nói qua cái chặng đường đi cần thiết đó để rồi giống như là hôm nay là gieo một học bằng làm đó, từ đó phát triển bắt đầu mình lần có dịp để mà khai triển được nguyên nhân thời gian tốt thì sẽ khai triển và tìm hiểu hơn về các cô làm viên này. Thứ nhất là nước lửa và đạo sư. Thứ hai là phải ý thức rằng cuộc đời mình khi được tái sinh làm người là một điều vô cùng quý báu, rất là hiếm khi được làm người. Không biết nào, không phải là 80 tuổi, 70 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi là dừng cả đời chết thôi. Khi như 2-3 tuổi, tất cả chúng ta là kiện 2-3 tuổi, 3-4 tuổi, 10 tuổi. Bất cứ tuổi tác nào, dù lành mạnh, dù bệnh tật, dù không bệnh tật, dù lành mạnh, chúng ta phải ý thức thường xuyên rằng bất cứ giây phút nào chúng ta cũng có thể chết. Và bây giờ chúng ta đang ngồi đây, nhưng có thể chiều nay hoặc ngày mai thì chúng ta sẽ tái sinh ở một cõi nào khác trong sáu cõi. Nếu mỗi giây phút chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể chết, ý thức thường trực rằng cái gì nó không phải là bi quan. Bởi vì chúng ta ví dụ nghĩ đến cái chết trong bi quan, không phải cái này nhìn thẳng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Phải ý thức thường xuyên, phải ý thường xuyên là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Vì có ý thức được như thế thì mình sẽ những cái tham sân si mình nó tất nhiên nó sẽ lần lần vơi nghĩa mất nghĩa đi. Vì khi mình có mặt với cái chết mình có thể chết, bởi vì lúc nào mình cũng chỉ ngạc chết á, lúc nào mình nghĩ người khác chết nhưng mà chưa chết, không có lúc nào mình nghĩ mình chết đâu. Có người khác chết, hàng xóm chết, người quen chết, hay người nào chết tới cùng cũng chết, luôn luôn chỉ hạn cái chết. Nhưng mà làm sao mà ngay giờ lúc này cái nghĩ rằng là đời mình có thể chết bất cứ lúc nào. Và khi chết rồi thì tất nhiên lúc đó là ra đời các cô độc và chết các cô độc. Lúc đó là không vợ hay chồng, con cái, nhà cửa, danh vọng cao sang, tất cả tiền tài, tất cả cao cuộc đời không có gì cả. Không có cái gì còn mất còn lại với mình. Lúc đó chỉ còn là pháp thôi. Khi chết rồi cái gì còn lại với mình? Chỉ còn tiếng niệm Phật. Nếu hiểu trước khi chết, một giây phút trước khi chết, mà lúc đó cái chê ta ma tức là cái ý ngôn tâm trong tâm hồn mình trước khi mình chết, mà lúc đó mình chỉ nghĩ có Phật thôi hay là mình chỉ niệm Phật thôi thì tất nhiên mình sẽ đi rất tốt. Nhưng mà lúc trước khi mà sắp chết đó, một giây phút mong manh sắp chết mà mình đang giận được cái đó, dẫn được con cái thì dẫn được cái này, dẫn được cái nọ thì tất nhiên nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta thấy là cái tâm thức mình nó đưa mình đi rất là nhanh. Chẳng hạn như trong kinh sách Phật này, nhiều khi nói một con mũi đó, nhỏ xíu như thế này, con mũi thôi